Thưa quý vị, ở Bạc Liêu, trong các loại bánh dân gian được lưu truyền, thật là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến món bánh bò. Chỉ riêng về bánh bò có thể kể đến ít nhất là từ 5 đến 6 loại như bánh bò bông, bánh bò lá dứa, bánh bò đường thốt nốt, bánh bò nướng, bánh bò rễ tre. Đây là món bánh truyền thống thơm ngon rất phổ biến và nó được dùng trong các đám tiệc, lễ giỗ của ông bà. Vào mùa Thanh Minh, hầu hết các lò bánh đều phải tăng công suất để có số lượng đủ bán, đặc biệt là bánh bò xốp. Mỗi lò bánh đều có công thức và bí quyết riêng, vì vậy bánh cũng sẽ có hương vị đặc trưng khác nhau. Nguyên liệu chính để tạo nên chiếc bánh bò xốp là gạo, đường và nước cốt dừa là thành phần không thể thiếu và có thể xem là thành phần rất quan trọng của bánh. Để làm được những chiếc bánh bò thơm ngon, gạo phải được ngâm trong một ngày, vắt nước cốt dừa và cho đường trộn lẫn vào nhau, sau đó đem xay và ủ bột. Để bánh có được nhiều màu, chủ lò bánh tận dụng một số loại lá và trái như lá dứa, trái gớt, quả đậu biếc, lá cẩm, tạo cho màu sắc của bánh được bắt mắt hơn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái này là màu lá cẩm, cái nhà mình trồng nè. Mình nấu lên mình vắt nước mình xài. Nhà bông thiên nhiên mình nấu, mình không mua. Cái này thì trái gắt, màu trái gắt. Cái này gắt thì mình mua. Thường vào mùa Thanh Minh, lò bánh của anh Khôi khách đặt với số lượng tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Hiện tại lò bánh của anh có 4 nồi hấp, một lần hấp được 12 dĩ bánh, mỗi dĩ có khoảng 150 cái bánh. Bánh bò xốp là loại bánh dân gian, hầu như ở Nam Bộ nhà nào cũng có thể làm được bằng cách truyền tay nhau. Dần dần cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn hơn nên vào dịp đám tiệc, nhiều người đặt mua cho tiện. Vì thế, để có chiếc bánh ngon, đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm và cả bí quyết riêng mới có thể duy trì và phát triển nghề. Khỏe hơn lúc trước, cực ít hơn, thời gian nó kéo mà ngắn chút. Hồi đó thì ép này kia cũng bằng tay đâu, không hà, không có bằng máy đâu. Thì ép thì lâu, thời gian lâu hơn bây giờ. Bây giờ ép bằng máy thì nó mau, nó rút thời gian lại. Người ta thích bánh của mình ở cái điểm nào ạ? Béo, ngon, nó gia độ mềm dai, nó thơm. Chứ vậy thì cái bánh mình muốn để được lâu thì thưa cô, thì cái bí quyết của mình là phải làm sao ạ? Đó là để trong bọc gì đó rồi buộc lại, đừng có để ngay chỗ gió với chỗ nắng, là cái bánh mình nó để cỡ 2 ngày được. Mặc dù có cùng công thức làm bánh do người cô truyền lại trên 20 năm, nhưng ba người cháu như bà Lan đều phải có sáng kiến riêng cho mình một công thức để chiều lòng được nhiều khách hàng. Nhưng trên cơ bản, bánh phải đủ độ thơm, béo và dẻo. Nhiều lò bánh truyền thống cho biết, để duy trì nghề, điều quan trọng nhất là phải có máy móc hỗ trợ. Nếu làm bằng phương pháp thủ công như trước đây, thì không thể nào duy trì nghề được lâu dài. Thưa quý vị, bánh bò là loại bánh mà được nhiều người dân chọn để dâng cúng nhân dịp tảo mộ. Hầu như các cái lò bánh vào những ngày này đều phải tăng cả công suất mới có đủ lượng bánh bán cho khách.